Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Cook with Thu. Còn vài ngày nữa là tới Giáng sinh rồi, cho nên hôm nay Thu xin mời các bạn mình cùng theo Thu, mình cùng đi ngắm đèn Giáng sinh với Thu nha. Why?
Vậy là mình đã coi xong đèn rồi. Thu xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhân dịp lễ Giáng sinh, Thu xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn và người thân cũng như là gia đình của các bạn một mùa lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha.